Ốc bươu ống. Đóng ống quay đóng ống. Sùng đây các bạn. Đẹp sẵn. Của núi rừng Nam Trục. Tuyệt vời. Quá ngon. Hôm nay chúng tôi làm thực hiện clip này giới thiệu cho các bạn một món ăn đặc sản của người Ca Dông. Đó là món sùng trong lồ ô. Món sùng này gọi là người Ca Dông mình gọi là món gì? Món tên. Có vẻ như là đã thấy được nơi con sùng sinh sống rồi. Đây là anh Lãm. Anh đi đầu tiên là anh Chiến. Và thứ hai là anh Long. Đây là ông già Bôn. Đường đi khó lắm các bạn ạ. Bắt ếch rồi. Con sùng này chủ yếu sống trong rừng già, mọc sống ở trong thân của cây lộ. Đường đi cũng hơi khó. Cũng vào mùa này thì cây sâm Ngọc Linh cũng đã ngủ đông. Và cũng là thời gian để người dân nơi đây đi bắt những con sùng về góp phần là tăng thêm thu nhập cũng như là một món ăn rất kỳ là ngon. Tới rồi. Ô đây là cái hộp này này. Nè, cũng bài. Nè nè. Có sùng rồi các bạn ơi. Rồi. Sùng đây. Được lại lớn. Cái chắc cái lỗ này là mà bỏ bồn. Bật đích á, bật đích. Bật đích á. Bật đích vào cái thứ. Đây là con vác. Wow. Lấy cái kim cái ống. Có cái bồn ống. Quay đóng ống. Sùng đây các bạn. Đẹp sẵn. Của núi rừng Nam Trà My.
rất chi là nhiều sùng. Cái này còn non, ít, rồi cho có nhiều. Ôi, có dạ, ô, ôi, ôi. Đúng đã, đâu có dư khẹm như thế nào. Ô, đừng gặp. Đọc, chết đi đá, ý, ý, ý. Con sùng nó ở trong cái lỗ này. À, thì mình lên trên rừng mình thấy cái vó này này. Cái vó này mà liền lên cái ống này là không có. Là cái vó này liền lên ống này có này. Đó, nó không có không thấy đoàn này này. Nó phải liền vó hết này. Đó. Nhưng mà có. Còn cái bẫy bình thường. Chúng ta tiếp tục tìm các bạn như anh Chiến với lại anh Lãm đã phát hiện ra được. Nhiều lắm. Chưa đây coi gục cái này này, ít rồi, chưa chạy cái này này. Nhiều nhiều lắm. Chặt xuống. Tao có chạy. Nhiều lắm này. Mồi. Đó có ít kìa luôn hả? Đó có ít kìa, em phải chạm thích vội. Cái ít kìa nè. Có nhiều. Nó nhiều ghê. Con này nó to này, con hồi nãy nhìn nó nhỏ. Nó to lắm. Ông già Bôn đã phát hiện nó được cái lỗ này. Các bạn là nhiều lắm đây. Nhiều lắm. Sau đây anh Long sẽ cho các bạn xem ăn con sùng sống. Chiến cá. Ngon. Kiếm nữa hả? Tiếp tục đi. Phải bỏ dép vào đi thôi. Rất chi là trơn. Lam đã phát hiện nó được trong cái ống lộ này. Rất nhiều sùng. Hả? Tắt nhẹ, tắt rồi. Đi chung. Con sùng này cũng là món ăn cho loài sáp. Thường thường loài sáp đục thẳng vào thân cây.
và ăn sạch. Con sung này là anh sinh sống thì có một mùa thôi, đang có 2-3 tháng bắt đầu là anh xuống đất là sinh ra cái con trùng khác đấy. Là đến tháng năm bắt đầu mới hiện lại mới có. Tại sao nó ở trong thân cây lúa? Anh cũng biết hiện từ nhiên nó sinh ra trong đấy, không rõ. Người coi giang mình là phát hiện con sùng nó từ thời điểm nào, vào lúc nào? Con nghe là từ hồi lâu hồi xưa kìa, hồi ông cố ông già hồi xưa không biết từ hồi mồ nữa. Thấy ông già cứ nói lại đến lượt mình cứ đến lượt con mình cứ tiên cho họ. Không cái già không có. Con sùng thường sống ở trong những cây non như thế này, còn là những cây lỗ già thì không có. Đó là kinh nghiệm đi sang sùng của người cà giang. Con này rất là to. Đó là nhân vật trải nghiệm. Anh thấy như thế nào? Đường đi rất khổ, dòng non vác rất là nhiều. Chúng tôi đã đến một khu rừng tre để sang những con sùng này. Một món ăn đặc sản của người đồng bào Tà Giang ở vùng miền núi Cao Nam Trà My. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Đó là nhân vật trải nghiệm anh Lê Minh Trung. Lắm tặng cho nhân vật trải nghiệm của tôi một con sùng sống đi. Đây, cũng bị nhân vật trải nghiệm mà sẽ thưởng thức cho các bạn xem. Một lần đây, một lần khó. Đến nay dạy chúng ta không thưởng thức món trùng sống của người đồng bào Tà Giang Nam Trà My nha. Không chỉ là thu hoạch được món sùng mà anh Lãm này, anh Lãm dừng lại cho mọi người xem, anh Lãm thu hoạch được một chân máu vét đây rồi. Đường trơn quá. Tới nhà rồi. Nè. Chờ đợi lắm nha. Mình nướng uống luôn. Rửa xong là bỏ vô ống lộ nướng. Nướng luôn. Đặc sản của núi rừng, những cái mần đang đó là những phân của nó. Lúc nãy thì mọi người đã thưởng thức được món sùng ăn sống, còn bây giờ món sùng nướng lộ. Được cũng chế được hai món. Mình món truyền thống là mình bỏ trong lỗ nướng lên thêm thơm khẩu vị theo cái ống lỗ. Còn không nếu có dầu mỡ thì mình xào hai món thôi. Thế ăn sống với lại nướng lỗ thế này cái nào ngon hơn? Nướng lỗ nên nhưng ngon hơn, lỗ là nướng là thơm. Có khẩu vị nên thơm lỗ, bên lại mình bỏ rau thêm rau.
đâu. Tuyệt vời. Quá ngon. Tao phải thử một con mới được. Béo, ngon, thơm. Cái nó mà đáy là ô thạc chứ mà vét vào đây là bé. Rồi, còn cái thang, nó nè.